hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Và ngay bây giờ, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với phần biểu diễn của cựu vận động viên judo Ngọc Khánh. Hai tuần vừa qua mà Khánh và chị Trang đã chịu đựng thì lần này quyết định làm một cái bữa tiệc thật là long trọng, làm cho mọi người phải lé mắt. Làm xong bày ra xong một phát là bay vào chiến ngay lập tức. Nhìn lại ba nhóm kia thì giống như là một cái bữa ăn bình thường. Còn đối với nhóm Khánh với Trang thì là một cái bữa nhậu, chỉ cần thêm vài chai bia nữa là xuất sắc. Đầu bếp Hoàng Huy bước vào hơi bị chột dạ, ăn không có nuốt được luôn. Những cái điều sai trái của mình trong lúc mà mình nấu ăn là nó hiện hết ở trong đầu. Bây giờ là hai đứa muốn ói ra hết những cái thứ gì mà mình vừa mới nhồi vào trong bụng. Tối nay Ngọc Khánh và Huỳnh Mến đã chọn cho mình thể loại là tango. Nội dung là sự mâu thuẫn trong tình yêu của một chàng trai và một cô gái. Yêu nhau có lúc thì nhẹ nhàng, có lúc thì giận dữ. Đối với tuần 2, cái điểm nhảy của mình là điểm cao nhất trong tuần. Giảm cân của mình thì rất là thấp. Đứng thứ 2 áp chót, mình sẽ cố gắng 100% tập trung vào việc giảm cân và việc ăn uống của mình để giảm cân một cách tốt nhất, không bị lọt vào top 3 nguy hiểm của đêm thi nữa. Gác lạnh về khuya cơn gió lùa, trăng gầy nghiêng bóng cả sóng thưa. Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt, lá vàng nhẹ nhẹ đưa, tưởng như bước lê hè phố. Có người con gái buông tóc thề, thu về e ấp chuyện phú quý. Quăng lên tà áo màu hoa cưới, gác trọ buồn đơn côi, phố nhỏ vắng thêm một người. Bâng khuâng gắng vắng khiêu tìm đèn đêm, nhớ mình đi vào quê. Sông sâu cố nhân ơi đi về đâu, người hồn chìm vào đôi mắt ái ân chưa tròn để ngàn đời nhớ nhau. Phố nhỏ đường mưa trơn lối về, trăng sầu nhân thế đọng trên mi. Có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ, nỗi niềm đầy lại với mỗi mùa tiễn đưa một người. Thưa quý vị, nỗi buồn gác trọ với phần biểu diễn của Ngọc Khánh và Huỳnh Mến qua tiếng hát của giám khảo Mr. Da. Hôm nay rất là tâm lý. Chơi chiêu đó anh. Chơi chiêu chưa? Đây lại chiêu nữa. Anh Đàm thấy sao ạ? Tan chảy chưa? Tan vỡ thì đúng hơn. Ê trời ơi. Cái bài tango này nó hợp lý, nó có kịch tính, cái lời của nó rất là dễ để người ta có thể nghĩ ra một câu chuyện gì đó để dựng bài. Cái biên đạo này nó kinh khủng quá, nó quá nhiều những cái động tác phức tạp. Rồi Hưng coi mà hồi hộp, cứ sợ một cái gì đó xảy ra là vô cùng nguy hiểm luôn. Đây là Hưng thấy giống như một cái bài biểu diễn nặng đô cao cấp á. Anh mê nhất cái động tác mà em buông cảm cái người em xuống. Và trang phục ngày hôm nay lựa chọn cũng rất là ấn tượng và tuyệt vời nữa. Cách make up rồi những cái thái độ của cả hai người nó tuyệt vời. Em ơi sao mà tôi muốn xem lại tiết mục này lần nữa. Dạ. Thích tiết mục này. Lan Khuê thì sao? Bạn có đồng cảm với anh Hương không? Tango là một trong những cái vũ điệu mà Lan Khuê yêu thích nhất. Những cái động tác của tango khiến cho bản thân mình cảm thấy rất là nhiều đam mê. Và Huỳnh Mến thì đã truyền tải đầy đủ và trọn vẹn cái cảm xúc mà tango đem tới. Còn Ngọc Khánh lần đầu tiên tiếp xúc với bộ môn này mà lại gặp đúng ngay thầy khó nữa, bắt phía chơi cái thể loại hơi khó nhằn. Thế nhưng mà Ngọc Khánh làm rất tốt, bởi vì bạn nam là người vô cùng quan trọng, là cái trụ cột chính để có thể giữ được bạn nữ. Và thậm chí bạn nam này có một chút sơ sẩy thôi là Huỳnh Mến sẽ bị trật nhịp ngay, bởi vì có những động tác mà đưa chân qua, nếu mà bạn này không có kịp mà có kỹ thuật là sẽ gặp tai nạn liền. Cho nên có thể nói là bạn đã làm rất tốt.
và Lan Khuê đánh giá rất là cao. Xin cảm ơn Lan Khuê. John thì sao ạ? Đúng, đây là một cái bài nguy hiểm. Và một cái là anh không muốn người ta nghĩ trong cái bài này là em chỉ là một người hỗ trợ. Nếu mà Mến không được tin về em và em đứng đúng ở cái vị trí đó để bưng bê đúng nhịp và hỗ trợ tất cả động tác thì nó sẽ không ra. Cái sự hỗ trợ của em trong cái bài này nó rất là tuyệt vời. Quan trọng là Mến nhìn rất là tin tưởng hầu như tất cả các động tác. Mến không có một chút e dè gì, hoàn toàn tin tưởng vào cái bản diễn của mình. Yes. Và nếu quý vị yêu thích tiết mục này, hãy dự đoán xem tiết mục này có được ban giám khảo lựa chọn hay không. Chúng ta soạn tin nhắn BN khoảng cách 07 và gửi về cho tổng đài 8369 3000 cho một tin nhắn cho Ngọc Khánh và Huỳnh Mến. Chúng ta bắt đầu đến với điểm số. Mời Lan Khuê. 10 điểm thưa quý vị. Mời John. Mến với Khánh đổi chỗ. Đổi chỗ đi em. Ừ. Yeah. Nhìn như số mấy vậy ta? Oh my. Look at me. Thì quý vị không thể tin được, ở tuần lễ thứ 3 mà họ nhận được cả 3 điểm 10 tuyệt đối từ 3 vị giám khảo. Quá xuất sắc. Điểm trung bình là 10. Mời các bạn tiến về bàn cân. Cân nặng cũ 102,6kg. Cân nặng mới 100,1kg. Bạn giảm được 2,5kg, tương đương 2.4%. Wow. Tổng điểm 12.4. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.